Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ bên em Trường Bình Dương. Vẫn như mọi hôm thì hôm nay em sẽ lên sóng báo giá cho quý bà con một loạt xe đời cao giá rẻ. Mà những chiếc xe phơi mới đời cao như thế này thì bên em có chương trình chính sách hỗ trợ cho tất cả quý cô bác và quý anh chị vay vốn ngân hàng tầm 60-70% giá trị của chiếc xe. Ví dụ những con 2019 thì bên em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay ngân hàng trả chậm trong vòng 5 năm. Thì quý anh chị chỉ cần đưa cho bên ngân hàng 230 cũ còn bao nhiêu là ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị trả chậm. Lãi suất trả chậm theo từng năm cho quý anh chị nhà mình luôn. Lãi thì cực kỳ ưu đãi thôi. Lãi thì nói chung là theo ngân hàng nhà nước Việt Nam thì quý khách hàng cứ yên tâm. Theo chính sách của nhà nước mà đâu phải muốn lấy bao nhiêu thì lấy đâu. Đó. Rồi thì bên em có 2017, em có một đôi 2017 đồng anh kim, có màu bạc nữa nha. Chiếc này là 2017 nè, biển 65 đầu 2017, màu đồng anh kim cho bà con biển 65. Chiếc này thì chưa có cân bằng điện tử, bên em bán cho bà con với giá là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng bớt cho bà con 5 triệu. Đấy, bớt cho bà con từ 3 đến 5 triệu. Xe cực kỳ rẻ luôn, màu đồng ánh kim nha quý bà con quý anh chị. Đó, xe rất là đẹp. Thấy chưa? Nội thất đỏ luôn, rất đẹp. Còn đây là cuối 2017 đăng ký lăn bánh 2018. Phiên bản này là một chủ mua mới từ đâu. Có trang bị cân bằng điện tử, giá dao động bên em là 445 triệu, lọc lá cho bà con khi đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng đó nha. Đấy, có lọc lá cho quý anh chị em nhà mình. Đấy, quý anh chị em quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho bên em để có cái giá ưu đãi nha quý bà con nha. Nội thất rất là đẹp nè quý bà con. Đấy, xe đẹp liền ghen xe quen đó. Xe đẹp lên kênh Span cho quý anh chị em luôn. Đó là nói về 2017 nè. 2019 thì ôi khổ nói luôn, 2019 bên em về một nhà luôn, 4 năm con cho bà con. 2019 thì em có đồng ánh kim nè, màu ghi bạc nè. 2019 thì ở trang bị trên mình là đã có trang bị 9 túi khí quanh xe. Em có quay chi tiết trong kênh rồi, quý anh chị vào mà xem. Chiếc này là một chủ mua mới từ đầu nè bà con, biển Sài Gòn nè. Chiếc này hỗ trợ cho bà con trả góp trong vòng 5 năm nè, chỉ còn 230 cũ thôi. Hoặc là bà con có muốn nhu cầu mà trả mà thiếu vài chục thì bên em cũng hỗ trợ luôn. Đấy, lót sàn, lót bọng rất là đẹp và đầy đủ luôn quý chị em bà con nhà mình ơi. Đấy, 2019 phiên bản 9 túi khí, một chủ mua mới. Từ lúc trong hãng tới bây giờ, một chủ mua mới từ đầu nha quý chị em nhà mình. Đấy, xe rất đẹp luôn bà con. Đấy, màu đồng bánh kim bên em thì mát nát luôn. Vừa báo ra đây nữa nè, 2019 bên em có một đôi nữa trước nữa kìa. Đấy, 2019 luôn, cũng là 2019 phiên bản 9 túi khí quanh xe luôn. Đấy, về rất là nhiều nha. Đây, 2019 luôn, 2019 nè, 2019 mới vừa về luôn. Đó, bà con có màu đồng ánh kim không nha. Đấy, màu đồng đợt này mua màu đồng ánh kim luôn. Sưu tập toàn là màu đồng ánh kim nha bà con. Về dễ mua, dễ bán, dễ sai. Đấy, màu bà con yêu thích thì dặn bên em nhập về nhiều, nên bên em cũng nhập về nhiều cho bà con. Lốt sàn, lốt bọng đầy đủ hết. Xe chạy chuẩn đồng hồ Odo 54.000. Đấy, bà con thấy không? Đẹp cực kỳ, đẹp từng chi tiết. Đó, bà con thích xe nào, xe này cũng là một chủ mua mới từ đầu cho quý bà con nhà mình lựa chọn luôn. Rồi, tiếp theo chiếc này cũng là 2019, một chủ mua mới từ đầu luôn. Rồi, xe đây. Đấy, bà con thấy chưa? Đẹp lắm, nói chung bên em là vừa con là hàng chiến lược. Bà con thích chiếc nào thì bật ngay chiếc đó dùm em Trường nha. Rồi, em Trường nhận thu mua trao đổi cồ cáp tất cả các dòng xe. Từ xe nhỏ lên xe to, từ xe to xuống xe nhỏ. Và đặc biệt có hoa hồng cao từ 3 đến 5 triệu cho quý anh chị em nhà mình khi giới thiệu bên em mua hoặc bán được xe. Rồi, quý anh chị thật sự quan tâm thì cứ alo cho em Trường. Em Trường chỉ dùng một số điện thoại duy nhất, đó là 0972 147247. Nhớ nha, mua bán xe tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên cầu vượt Lên Xuân hoặc là cầu vượt Sóng Thần, 0972 147247 nha. Rồi,
Innova 2018 màu trắng có luôn. Giá cực kỳ mềm, chỉ có 455 tiền. Đấy, bà con đến xem xe thì báo cho em. Đó, xe 455 màu trắng có luôn, 2019 có luôn. Màu 9, 19, 18 có đầy đủ cho bà con. Và đặc biệt có chiếc xe mới về luôn, 2017. Số tự động màu đồng ánh kim cho bà con nhà mình. Rồi chiếc này để cho bà con với cái giá cực kỳ yêu thương. Đó, cực kỳ yêu thương. 2017 hơn 5 đồng một xíu. Giá cụ thể thì ngày mai em sẽ báo cho bà con. Xe thì vừa mới về, số tự động nha. Đó, ngày mai em sẽ báo cho bà con. Xe vừa mới về, em đang làm cho làm đẹp cho bà con nha. Đấy, em đang tiến hành làm đẹp cho bà con. Xe vô lăng cũ số cực kỳ đẹp, số tự động đời 2017 phiên bản G. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn quý anh em. Đấy, anh em mới đang lau chùi vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị làm đẹp cho quý bà con này, bàn giao cho 2017 số tự động nha. Xe cực kỳ đẹp nha, nha quý bà con nha. Quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại 0972 147 247 nha.